thằng về cái lắng này. Đấy. Thằng về đây. Bao gồm vang số và loa. Hôm nay sẽ có một cái loại loa mới. Kiểu này sẽ lên sóng cho các bác xem nhé. Mẹ giấu hai ba đứa cháu mà không có tí lưu mồm. Tôi là thằng lo này. Cháu nhà mình. Đó, thằng... Anh có gì vậy đây? Không. Rồi anh đi đây. Mở thử thật đấy thông anh Hạnh ơi. Mở thử thông này em coi. Thì xuống kiểu thì xuống như đợi cho cái bì này này. Bì này. Bì này mình có đâu có dùng ở đâu mà vứt đi. Có dùng đấy chứ. Dùng dùng đệm thôi chứ đâu có dùng làm gì đâu không? Dùng dưới chiếc, không hạn dưới chiếc. Giờ không còn giấy dùng cái bầy đâu mà dưới chiếc. Giờ mà giờ không có mà dùng. Cẩn thận nhỉ. Cái mục đích mà đóng cái bì này để có biết để làm gì không? Không phải nó vác. Hắn vác nó xong rồi đấy, đơn giản đấy. Hắn túm được cái đồ này, hắn túm này, hắn vác lên vai này, hắn vác qua sông này, đi lên thuyền qua sông này. Lần vác được bì này nặng. Thế còn đóng cái đó vậy rồi còn cái bì này đâu tác dụng gì đâu, đâu tác dụng gì để mà. Được cái gas, lò này rất là hay luôn, lò bắt neo. Việc kép hát của anh rất là đẹp. Tháo thử được bao đôi à? Để đi làm việc à? Đây là đây. Đây là vàng luôn. Cái nằm đúng không? Cái nằm là đồng bên. Đây là vàng. Ai hết bao nhiêu là sủng. Cái hàn này, này là của loa của Anh Quốc đây. Một hàn 200W maximum. Rất là đẹp. Cái đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. Không nói nhiều đấy. Chứ vệ sinh gì mà đẹp thế này. Đây. Là bát neo. Cái người to mà mua là bán lại nhiều. Một lần hay nó bị đá. Cái lò này nó nghe thông tin là họ sử dụng chung nhà máy của thằng CIS. Sử dụng chung một dây chuyền. Sản xuất lò CIS. Rồi rất đẹp. Thành nhôm mà. Chưa thành nhôm. Bảo vệ thành cái này là không lốt chứ trời một cái nào thành nữa. Không lốt trời một cái thành rồi luôn. Toàn bộ bằng nhôm hết được chứ. Dưới ở trên nào không thấy chất. Này hay á. Nhà anh bán có cỏ nó lắm rồi giấy chứ mua không nhập cho tôi. Đây là vàng này, vàng màu bút này. Hết được lâu hôm nay lại có lại. Có nhiều giấy lắm. Vàng em màu bút. Dỡ lại. Dỡ lại cái bọn nó dỡ lại nhận nó cũng như vậy. Mua đắt hơn cái bọn đó đó. Hơn cái bọn tơi tai đó. Xung quanh nhà bán đại lý á. Số mà hả? Chắc lát ra kia cho một cái số ạ. Số một kia là bán có một cái đại cái vựa ở thành phố ạ. À đúng rồi.
ra mua lấy ít. Ok, nó phải chở là ô tô. Nhét cái xe của mình này. Xe của bao nhiêu được mai? Xe của mình nhét là bao nhiêu nhé? Không được. Thằng này nó giống thằng mèo, toàn thiết kế cậu này. Chiều rất là thầy. Ray. Chiều nó cũng chiều thầy á. Chế ra cho làm ray. Nên làm cái keo này này. Cái lo kia cũng có đúng không nhỉ? Có. Ủa mất đâu? Mà đang cắt sứ điện người kia cái gì? Là chỉ có ông cộn lại phá mà lại đóng cái máy vào mất điện người ta. Đó đang đấu với điện người kia kìa, nãy nhiều lại nó nhầm cái này. Qua đây nó cái gì? Là cháy thứ gì nhà mà. Nhà cháu cái gì nhá? Nhà cháu vẫn cắm điện. Làm vài cái nhiều thì nó giặt lắm. Máy giặt cái tủ lạnh. Đây là cái máy lọc nước. Rồi. Nó nhà cháu không được gì, tủ lạnh vẫn cắm này. Ờ. Cắm hết, TV vẫn bật này. Pin thế, cái này. Không hát không chi mà cái quan cái đang cắm điện. Ờ. Chừng là mấy ông tiết kiệm không đâu một cái ổn áp thì chịu đi. Đúng là ăn ăn. Nhưng mà ổn áp cũng là chỉ có cắt được cái đầu tiên. Không, nó không cắt được ra nó cũng ổn định dòng. Chỉ có được. Chị bát vàng. Gọi là gần nó mua là chạy. Ủa, chị bát thì đẹp rồi. Đấy, đổ một lát trong đây nè. Chị bát cũng quăng. Này là à, 998 đời cuối cùng của G-Pad. Đời cuối cùng này. Sang xì không? Bé hết vô, bóc hết vàng lên nào.